sao yên du say hồn quê, gió vi vu lay tình quê, lòng tha thiết mong ngày về. Chiều quê, tình quê, nào ai đang vui nắn khúc say mơ. Mơ tình tiêu đầy hồn núi sông, ai lắng nghe theo dòng nước trong. Chiều quê, đây lũ trâu xu về cô thôn, kia bóng chim bay về phương trời từng đàn. Sao chiều êm êm theo gió đưa, người lữ khách dừng bước chân bao xiết buồn. Gió mơ tình tiêu chiều quê, ôi nhớ nhung lòng mong ước ngày về. Say hồn quê, gió vi vu lay tình quê, lòng tha thiết mong ngày về. Chiều ơi tình quê, nào ai đang vui nắn khúc say mơ. Mơ tình tiêu đầy hồn núi sông, ai lắng nghe theo dòng nước trong. Chiều quê. Say hồn quê, gió vi vu lay tình quê, lòng tha thiết mong ngày về. Chiều quê, tình quê, nào ai đang vui nắn khúc say mơ. Mơ tình tiêu đầy hồn núi sông, ai lắng nghe theo dòng nước trong. Chiều quê, đây lũ trâu xuôi về cô thôn, kia bóng chim bay về phương trời từng đàn. Say hồn quê, gió vi vu lay tình quê, lòng tha thiết mong ngày về. Chiều ơi tình quê, nào ai đang vui nắn khúc say mơ. Mơ tình tiêu đầy hồn núi sông, ai lắng nghe theo dòng nước trong. Chiều quê, mơ tình tiêu đầy hồn núi sông, ai lắng nghe theo dòng nước trong. Vừa rồi là nhạc phẩm Tiếng Sáo Chiều Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Thu Hồ, qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Huyền.
với vũ khúc minh họa do hội viên chúng tôi từ miền Nam Âu Lạc, Việt Nam trình diễn. Today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry will be presented in Olaxis or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Spanish, and Russian. Chương trình Thơ nhạc tình yêu và tâm linh là tiếng nói của những tâm hồn tràn đầy khát vọng yêu thương và hiến dâng. Chan hòa trong mỗi tình huống của những cảnh đời trầm luân và hệ lụy. Thơ và nhạc, tình yêu và tâm linh là cung điệu của tấm lòng từ ái, âm vang nỗi thiết tha độ lượng, mênh mang giữa đất trời, giữa cao cả và đắm chìm, giữa lồng lộng và trùng vây, giữa si mê và liễu ngộ. Thơ và nhạc, muôn đời vẫn là tiếng nói chân thành của trái tim rộng mở, chuyên chở nhân gian qua cõi mịt mù, để từ đó thăng hoa những tâm hồn hướng thượng và xiển dương cho những giá trị tâm linh cao cả của thân phận con người. Trong giây phút này, kính mời quý khán giả lắng tâm tư, chan hòa trong dòng suối âm thanh của chương trình Thơ nhạc tình yêu và tâm linh qua những thi phẩm và nhạc phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư và các nghệ sĩ tài danh như nhà thơ Đinh Hùng, Huy Cận, Vũ Hoàng Chương, Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Quang Lộc, Nhật Ngân. Ngâm thơ là một nghệ thuật cổ xưa của Âu Lạc, Việt Nam đang trở nên rất hiếm quý. Trong thời hiện đại, thật là một điều quý giá mỗi khi chúng ta có dịp được thưởng thức qua giọng ngâm của những nghệ sĩ tài danh và Thanh Hải Vô Thượng Sư. Từ thời niên thiếu, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã vô cùng yêu chuộng thơ văn. Khi còn trong tuổi học sinh tại Âu Lạc, Ngài đã rất trân quý thể loại văn chương tao nhã này. Chương trình thơ nhạc hôm nay được phụ họa bởi các nhạc cụ Âu Lạc cổ truyền do các nghệ sĩ tài hoa trình tấu. Đây tháp mười phương Nam tôi thân yêu, sóng lúa vờn vờn trong ánh nắng chiều, vang tiếng chày khắp chốn. Đây tháp mười mênh mông lây quanh năm, có những mùa trồng khoai hay hái cà. Tháp mười ơi, đây miền Nam say tự do, vui bình an. Hò hò ơi, ai vô đồng tháp chiều chiều về em bé bé hát.
hát tiếng hò miền thôn dã đã cất lên muôn ngàn cung điệu rộn rã vui tươi, những nụ cười ánh lên niềm hân hoan bình dị trong tâm hồn người dân quê giữa bạt ngàn sông lúa chơi vơi. Con người và thiên nhiên như đang hòa mình trong bản giao hưởng có cuộc sống bình an, nơi vùng đồng chiêm trũng, nơi vừng thái dương luôn rạng người trong những trái tim đang vui ca khúc nhạc ngày mùa. Khi nhắc đến nhạc sĩ Thu Hồ, chúng ta nhớ đến một nghệ sĩ đã hiến dâng tất cả yêu thương cho cuộc sống, trong từng giai điệu, trong mỗi lời thơ. Đến cuối cuộc đời, ông vẫn giữ trong tim niềm tin yêu chân quý đó. Chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh hôm nay xin được ngợi ca tinh thần và nghệ thuật của nhạc sĩ Thu Hồ trong niềm tưởng niệm ngày ra đi của ông vào tháng 5 năm 2000. Nhạc sĩ Thu Hồ chào đời vào năm 1919, người làng Tân Mỹ, tỉnh Thừa Thiên, miền Trung Âu Lạc, Việt Nam. Là một trong những ca sĩ tân nhạc đầu tiên của Âu Lạc, ông xuất hiện trước công chúng kể từ năm 1936. Quê mẹ, nhạc phẩm đầu tay do ông sáng tác vào năm 1943, nay đã trở thành bất hủ tại Âu Lạc. Một số ca khúc nổi tiếng khác của nhạc sĩ Thu Hồ bao gồm Tiếng Sáo Chiều Quê, Sầu Ly Biệt, Khúc Ca Đồng Tháp, Tím Cả Rừng Chiều, Cô Nữ Sinh Đồng Khánh. Ông còn là một nhà thơ, kịch tác gia, diễn viên và giáo sư âm nhạc. Vào năm 1993, ông được Hội Thi sĩ Quốc tế trao giải Thi sĩ Quốc tế và Đại sứ Thi ca Hòa Bình qua một thi phẩm tâm linh của ông với tựa đề Kính Mừng Maria, trích đoạn như sau. Con quỳ bên ánh mẹ, chuông chiều buồn minh mang, ơn lành mẹ tưới tràn lan, con đi lạc lối giữa đàng mẹ ơi, tay lần chàng hạt mân côi, mong sao được phước nghỉ ngơi quê nhà, kính mừng mẹ Maria, hoan hô danh mẹ cả nhà con vui. Người nghệ sĩ tài hoa đi qua cuộc đời tên gọi là Thu Hồ, như một tặc vật trốn nhân gian. Thế rồi như một chuyến rong chơi, họ trở về với cát bụi, nhưng những cung điệu một thời còn âm vang bất tận. Tim nào như gắm dệt, lòng xưa nào nhung pha, cung nào như suối ngọc, nhạc nào như mưa sa. Hồ Thu đã vắng bóng, nhưng tiết tấu âm thanh của vẻ tài hoa Thu Hồ
vẫn còn vang vọng giữa núi sông cho đến muôn đời. Nay trần gian im vắng, thu chìm bóng hồ xa, dư âm hề mấy điệu, bản lạng cuối quang hà.
cổ ngữ mang mang vẫn vờ lá thu vàng, chim hồng lên bạt gió cánh là đà hư vô, ca chi sầu biệt ly buồn chi cỏ ven hồ, tim nào như gấm dệt lòng xưa nào nhung pha. Cung nào như suối ngọc, nhạc nào như mưa xa, nay trần gian im vắng thu chìm bóng hồ xa. Chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh sẽ được tiếp nối trong giây lát. Xin quý vị vui lòng giữ làn sóng truyền hình Vô Thượng Sư. Hồn có ngờ mang mang phơ phất lạ thu hồng lên bạt gió cánh lá đà hư vô, chúng tôi xin tiếp nối với chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh đặc biệt tưởng niệm nhạc sĩ Thu Hồ hôm nay. Như mối thiện duyên từ bao kiếp trước, nhạc sĩ Thu Hồ thuở sinh thời đã cộng tác trong nhiều chương trình văn nghệ cùng hội viên Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư. Thi phẩm Cành Huệ Trắng là một sáng tác của nhạc sĩ Thu Hồ dâng tặng Thanh Hải Vô Thượng Sư trong niềm ngưỡng mộ và tôn kính tấm lòng bác ái của Ngài. Bài này đã được nữ ca sĩ Lê Uyên diễn đọc trong đêm nhạc hội từ thiện Những Vết Tiền Thân và Tình Ca Quê Hương do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức vào tháng 12 năm 1996 tại Hí viện Long Beach, Texas, California, Hoa Kỳ. Xin phép thi sĩ và xin phép quý vị đã được đọc cái bài thơ của nhạc sĩ Thu Hồ dành cho thi sĩ Suma Chuyên Hai ngày hôm nay. Cái tựa đề bài thơ là Cành Huệ Trắng. Kính tặng bà Thanh Hải. Có một cành huệ trắng len lén nép sau mảnh, lung linh theo làn gió, thanh thoảng nét đan thanh. Một thiếu nữ ngây thơ, yêu trăng dệt giấc mơ, yêu thơ rồi làm thơ, ghem ghém mộng duyên hờ. Tung thơ hồn ngẩn ngơ, khi tuổi mới dậy thì bướm hoa đà kết được, nàng cười trời cho đi. Ô hay có nghĩa gì? Thế gian lắm khổ nguy, người đi ngoài vạn nẻo, địa cầu có duyên chi. Phù sinh một thoáng qua, đời ba chìm bảy nổi, đau thương và lâm ly, ta há ngấm sầu bi. Cuộc sống xây hạnh phúc, vinh quang trong giàu sang, xuôi tay là thất bại, đời sau sẽ ra sao?
Nàng là cành huệ trắng tung tăng khắp nẻo trần, vành mi đà mở rộng cho đời ngát hương say, đi khắp chốn dương gian giúp những kẻ khốn cùng, chan hòa tim lay động, ve vuốt nụ cười khô. Nhân loại chính là ta, người đời cũng là ta, sinh ra giữa trần thế ai ai cũng một nhà. Cứu giúp dấn thân mình, thương người quyết hy sinh, đây rồi cành huệ trắng chiếu dương ánh bình minh. Viết theo tài liệu của nhạc sĩ Thu Hồ, được diễn tại thi sĩ Suma Chi Hai. Bravo, bravo. Cảm ơn bố Thu Hồ nha. Chắc thế là cũng Bồ Tát đọa. Dạ, thưa bà. Nhạc sĩ Thu Hồ. Cảm ơn bà. Quý vị nhớ hả? Cảm ơn nhạc sĩ nhiều. Kính thưa quý vị, một lần nữa, thi sĩ Suma Chi Hai và nhạc sĩ Thu Hồ. Cành huệ trắng len len nép sau mành, lung linh theo làn gió, thanh thoảng nét đan thanh một thiếu nữ ngây thơ, yêu trắng dệt giấc mơ, yêu thơ rồi làm duyên hờ, tung thơ hồn ngất ngơ khi tuổi mới dậy thì bướm hoa đã kết được, nàng cười trời cho đi, ô hay có nghĩa gì thế gian lắm khổ. Hãy
sẽ ra sao. Nàng là cành huế trắng tung tăng khắp nẻo chân, vành mi đã mở rộng cho đời ngát hương say, đi khắp chốn dương đây là lời tâm sự của ca sĩ Mỹ Huyền, ái nữ của nhạc sĩ Thu Hồ, về những kỷ niệm khi cô và thân phụ tham gia trong đêm nhạc hội từ thiện do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức vào năm 1996. Năm đó là có một cái chương trình văn nghệ rất là lớn, dạ, chủ đề rồi, là những vết tiền thân và tình ca quê hương. Trong năm đó là cũng cái năm mà lần đầu tiên chị cũng như là ba của chị là nhạc sĩ Thu Hồ được hân hạnh gặp được sư phụ Thanh Hải. Và năm đó chị hát cái bài bài Người Tình, dạ, do đúng. Chính sư phụ viết nhạc và lời. Rồi cái tour thứ nhì thì chị hát bài Quê Mẹ của ba chị viết. Và hình như trong chương trình đó ba chị có viết một bài thơ rất là dễ thương gửi tặng đến cho sư phụ, là bài thơ mang tựa đề là Cành Huệ Trắng. Và hình như sau này là ba chị cũng có phổ nhạc luôn cái bài đó để tặng cho sư phụ. Và cái ngày hôm đó thì nhạc sĩ Thu Hồ đã nhờ chị Lê Uyên lên sân khấu đọc cái bài thơ Cành Huệ Trắng đó gửi đến cho sư phụ. Chị còn nhớ cái không khí lúc đó rất là vui và cũng rất là nghiêm trang. Và với sự góp mặt của rất rất nhiều các anh chị em ca nhạc sĩ lão thành. Đêm đó chị nhớ rất là vui, sư phụ lên có tặng quà cho mỗi người rồi bắt tay. Lần đó là lần đầu tiên. Yeah. Và chị lúc mà gặp sư phụ thì chị có một cái cảm giác rất là thân thương. Dạ, con chào sư phụ. Thế là bây giờ nếu mà may mắn thì có thể là sư phụ đang coi cái chương trình này. Thì con gửi lời chị hỏi thăm đến sư phụ, hỏi thăm sức khỏe. Và mong là ơn trên mãi mãi phù hộ cho sư phụ cũng như tất cả những tín hữu và tất cả nhân loại được cái sự bình yên, được cái niềm tin để mà vượt qua những cái đau khổ trên trần gian này. Mong là sư phụ sẽ được khỏe mạnh mãi mãi để mà dẫn dắt tất cả mọi người đang yêu mến và cần nhờ đến tình thương và cái sự hỗ trợ tối cao của sư phụ. Chân thành khấn nguyện
Trong những giây phút vừa qua, chúng ta đã thưởng thức nhạc phẩm Khúc ca Đồng Tháp của nhạc sĩ Thu Hồ do Trọng Danh soạn lời qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh. Tiếp theo đó là thi phẩm Về Thu Hồ do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác dưới bút hiệu Vô Tử và diễn ngâm trong niềm tưởng nhớ nhạc sĩ Thu Hồ khi ông tạ thế vào ngày 19 tháng 5 năm 2000. Bài thơ được trích từ DVD 801 Tình Xưa và đã được nhạc sĩ Quý Luân phổ thành ca khúc qua phần trình bày của nam ca sĩ Ngọc Ánh. Kế đến là Cành Huệ Trắng, một bài thơ của nhạc sĩ Thu Hồ, kính tặng Thanh Hải Vô Thượng Sư qua phần diễn đọc của ca sĩ Lê Uyên trong đêm nhạc hội từ thiện Những Vết Tiền Thân và Tình Ca Quê Hương vào năm 1996 tại Hoa Kỳ. Bài này đã do chính nhạc sĩ Thu Hồ phổ nhạc và được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Hậu. Chương trình kết thúc với ca khúc Mừng Tuổi Sư Phụ do nhạc sĩ Thu Hồ sáng tác riêng tặng Thanh Hải Vô Thượng Sư với phần trình bày của các hội viên chúng tôi từ ba miền Nam, Trung, Bắc, Âu Lạc, Việt Nam. Nữ ca sĩ Mai Hậu sinh trưởng tại tỉnh Bến Tre, miền Nam Âu Lạc, Việt Nam. Từ năm 11 tuổi, Mai Hậu đã lần lượt mang về cho trường học và tỉnh nhà tất cả các giải thưởng cao nhất trong các cuộc thi văn nghệ toàn quốc như Liên hoan Tiếng Hát Hoa Phượng Đỏ, Liên hoan Búp Sen Hồng. Với giọng ca ngọt ngào trong sáng, cô rất được khán thính giả mến mộ, nhất là những ca khúc mang âm hưởng dân ca. Nhạc sĩ Quý Luân từ thời niên thiếu đã mơ ước sáng tác những bài hát ca ngợi Đức Phật Thích Ca. Tác phẩm đầu tay Xuân Di Lặc do anh sáng tác vào thập niên 1990 đã lập tức được khán thính giả yêu thích. Trong chương trình nhạc Việt số 6, bài Chúc Xuân của anh đã đoạt giải ca khúc được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Trong số các sáng tác của anh, để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng khán thính giả bao gồm Tình Ca Dân Mẹ, Gợi Nhớ Về Phố Cổ, Mẹ Là Vầng Trăng. Nam ca sĩ Ngọc Ánh sinh quán tại miền núi Ba Vì thuộc miền Bắc Âu Lạc, Việt Nam. Năm 2007, anh đoạt giải nhì Việt Nam Idol. Các ca khúc được yêu chuộng của anh bao gồm Buồn Ơi Chào Mi, Hoa Nắng. Sau đây là những lời chia sẻ của nam ca sĩ Ngọc Ánh về nhà thơ Phi Vân, bút hiệu của Thanh Hải Vô Thượng Sư lúc trẻ, trong một buổi phỏng vấn với truyền hình Vô Thượng Sư. Nếu mà được gặp thi sĩ Phi Vân thì mình muốn gửi tới thi sĩ một lời chúc cho thi sĩ luôn mạnh khỏe và tiếp tục cống hiến cho như mà những việc mà thi sĩ đã làm đó, tức là giúp đỡ cho những trẻ em nghèo này, làm từ thiện rất nhiều thứ, và mong muốn rằng là cái thế giới này sẽ tốt đẹp hơn, mọi người đều được ấm no, và cái tâm hồn rất là cao đẹp đó thì mình mong muốn rằng là thi sĩ sẽ có nhiều những thành công hơn nữa và có nhiều những cái sáng tác hơn nữa. Ngọc Ánh sẽ rất là vui khi mà được hát thêm những ca khúc nữa của thi sĩ Phi Vân, và hy vọng rằng là tất cả quý vị và các bạn sẽ cảm nhận được cái tấm lòng mà thi sĩ gửi gắm qua những ca khúc này. Là con gái út của nhạc sĩ Thu Hồ, năm 19 tuổi, Mỹ Huyền đã sinh hoạt tại các tụ điểm âm nhạc ở Âu Lạc, Việt Nam. Cô được mời cộng tác với trung tâm nhạc nổi tiếng. Mỹ Huyền cũng có năng khiếu trong lĩnh vực sáng tác. Các nhạc phẩm của Mỹ Huyền như Người Yêu Cô Đơn 2, Kẻ Yêu Thầm và Ngàn Đời Thương Nhớ Mẹ rất được khán thính giả hưởng ứng. Nhạc sĩ Thu Hồ đã tô điểm cho đời sống bằng những lời ca trong sáng, những giai điệu thiết tha, để niềm trân trọng và yêu thương mãi thăng hoa tâm hồn người thưởng ngoạn. Tài năng nghệ thuật và tấm lòng vị tha của nhạc sĩ sẽ luôn được ghi nhớ trong mỗi tác phẩm nhạc sĩ đã lưu lại cho nhân gian. Cũng trong chương trình thơ nhạc hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn cảm tưởng của khán giả truyền hình Vô Thượng Sư. Đặc biệt, nữ nghệ sĩ ưu tú Thúy Mùi, kiêm giám đốc nhà hát chèo Hà Nội, từng diễn vai mẹ Đớp trong vở chèo Quan Âm Thị Kính trên truyền hình Vô Thượng Sư, được khán giả toàn cầu vô cùng yêu thích.
đã phát biểu như sau về những án thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư và thông điệp từ ái của Ngài. Tôi đã được may mắn là đọc một bài thơ nói về cái linh hồn của loài vật của Ngài. Thì qua cái bài thơ đấy thì tôi cũng cảm nhận đây cũng là một con người có một cái văn hóa rất là cao và có cái tính nhân văn cũng rất là cao. Là một người để cho nhân thế học được cái đức độ ở người rất là nhiều. Chúng tôi cũng hy vọng là sẽ được truyền đi cho mọi người một cái thông điệp là về cái môi trường cảnh quan quanh mình rất là quan trọng. Và tất cả chúng ta, không trừ ai hết, tất cả chúng ta trên toàn cầu hãy giữ lấy và hãy bảo vệ nó. Chúng tôi cũng hiểu được cái tâm cũng như là cái nhân cách của Ngài. Và chúng tôi hy vọng là có những cái phối kết hợp này thì chúng tôi cũng có học được ở người. Và cái tâm, cái phúc của người có thể truyền đạt được cho chúng tôi, tăng thêm những cái sự hiểu biết của mình và tăng thêm cái nhân cách của mình, tăng thêm những cái tâm mình có thể nuôi dưỡng cho mình và nuôi dưỡng cho những người thân của mình và có thể truyền bá thêm cho những người bên cạnh mình. Đấy là những cái mà chúng tôi cảm nhận được và chúng tôi nghĩ về người là như vậy. Thúy Mù xin được gửi tới Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư lời kính chúc sức khỏe. Mong Ngài luôn luôn khỏe mạnh, luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn tìm thấy niềm vui ở quanh mình. Và cũng luôn luôn nhớ tới quê hương, nhớ tới những người thân ở tại quê nhà. Bao giờ cũng dành một cái tình cảm rất là trân trọng đối với Ngài. Qua cái bài thơ Lời Gà Mái thì Thúy Mùi có một cái cảm xúc rất là mạnh mẽ. Và khi đọc xong cái bài thơ này thì thực sự là rất là cảm động. Qua cái bài thơ Ngài đã truyền lại những cái tình cảm, những cũng như là truyền lại những cái sự yêu mến thiên nhiên đối với lại động vật xung quanh, rồi môi trường xung quanh, và yêu con người nhiều hơn. Xin cảm ơn rất là nhiều Ngài về cái tâm huyết của Ngài đã truyền cho các nghệ sĩ. Xin kính chào Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và quý đài truyền hình Vô Thượng Sư. Tôi có xem chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh của quý đài. Trong đó, tôi rất thích những bài nhạc, đặc biệt là những bài do Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác, vì nó rất hay và mang nhiều ý nghĩa, hướng tôi đến con đường tâm linh và vẻ đẹp bên trong của linh hồn. Tôi xin cảm ơn quý đài đã và sẽ cho tôi được xem chương trình này. Tôi xin cầu chúc cho Ngài và quý đài luôn được mạnh khỏe và an lạc. Là tôi rất thích nghe thơ và nhạc. Thơ nhạc có cả tâm linh và hướng đến con người lương thiện. Nên tôi rất thích. Dạ thưa, kính chào sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư. Con được xem trên cái đài, thấy nhiều cái mục như là ca cổ hoặc là chương trình thơ nhạc của sư phụ ca đó. Thì những tiếng ngân của Ngài đánh thức trong cái tấm lòng của con, nghe theo những cái tiếng gọi của Ngài về vấn đề là ăn chay hoặc thương yêu thú vật hoặc giúp đỡ là những nạn nhân trong thiên tai đó, thì con là cố gắng để làm sao góp được cái phần nhỏ nào những cái lời mà tha thiết hát ca trên đài của Ngài, những tuồng giọng cổ con cũng có nhiều xúc động. Do đó trong cái đình nhà là con mở suốt để có những cái chương trình là khuyên dạy người lớn, người em nhỏ để noi theo. Thì là con là mong mỏi có những chương trình là phong phú hình ảnh đẹp để trình chiếu cho chuỗi con được xem nhiều và mãi mãi. Con xin cảm ơn Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã giúp đỡ cho các là mọi nơi thinh trên khắp thế giới, hoặc là cho riêng cho chúng con là người dân Việt Nam được là nhiều hạnh phúc. Con xin nguyện là làm theo những lời Ngài khuyên lơn để cho chúng con là làm những chuyện tốt. Và con xin nguyện làm sao để mà hướng dẫn mọi người qua đài thì là được biết Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư nhiều hơn để mọi người cao thượng hơn.
và gần gũi hòa bình, thương yêu nhau hơn. Con cũng kính xin cầu chúc riêng ngài và tất cả những cộng sự và anh em là để theo chân ngài, để mà phục vụ cho thế giới và hòa bình và môi trường sống xanh sạch và ăn chay. Và con cầu xin ơn trên gia trì cho tất cả những người hy sinh cho hòa bình và thế giới và nhân loại. Đây tháp mười phương Nam tôi thân yêu, sóng lúa vờn vờn trong ánh nắng chiều, vang tiếng chày khắp chốn cô liêu. Đây tháp mười mênh mông lấy quanh năm, có những mùa trồng khoai hay hái cà. Chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh hôm nay. Truyền hình Vô Thượng Sư sẽ được tiếp nối với doanh nhân Trường Chay. Kính chúc quý vị được an bình trong ân phúc của thiên đàng. Thank you for watching today's
A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry. Coming up is Vegetarian Elite on Supreme Master Television. We wish you inner peace in the grace of heaven. For more details, please visit www.suprememastertv.com/mp.